Mio xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Mio sẽ đưa quý vị và các bạn đi xem Mio hái trái blackberry nè. Hình như tiếng Việt mình gọi là trái mâm xôi hay gì đó quý vị. Trái này rất là nhiều vitamin và rất ngon. Khi đến mùa thì nó mọc thiên nhiên như vậy rất là nhiều luôn quý vị ơi. Hôm nay thì trời mưa nhiều quá thì trái bắt đầu chín trong khi trái chưa có nở lớn quý vị. Có thể chút nữa thì Mio sẽ đi cái chỗ khác thì trái sẽ lớn hơn ha. Bây giờ quý vị và các bạn cùng đi theo mi vô nha. Ở đây nó chín nè, thấy ham không quý vị? Nhìn thấy đã ghê chưa? Cứ thế là mình hái thôi. Đó. Nè. Nè, trên này trái to đùng luôn nè. Nè, trái to lắm. Nè. Đó. Cứ nghĩ là mình hái thôi. Nhiều lắm luôn nè. Đây, trái này cũng chín nè. Là chín là vậy là mình ăn ha. Còn đỏ là đó. Vậy là chín nè. Nè cái này nè. Trời ơi, hai cái này to quá chừng luôn. Đó. Bây giờ đụng tới là nó muốn rớt xuống luôn rồi quý vị. Nè mới vô hái nè. Đây nè. Nó chín nè. Có ham không? Đây. To quá chừng to luôn. Mà trời mưa đó. Đó. Bây giờ đụng tới là nó muốn rớt xuống luôn rồi quý vị. To lắm quý vị ơi. Mà trái này to nè. Nè quý vị nhìn trái nè. Thấy tương không? Ở tươi luôn á. Đến mùa là nó nhiều lắm vậy nè. Hái sao cho hết. Còn mấy cái đỏ này là nó chua lắm nha. Mà nó còn cứng lắm nha quý vị. Thấy cưng không? Trái nào to thì mình vô mới hái thôi. Tại nó nhiều quá, trái nhỏ mình đâu có hái làm gì. Rồi mình vô hái trong này có hai trái to nè. Ba trái, bốn trái luôn. Nó chín là mình đụng tới nó muốn rớt luôn á. Thấy cưng chưa? Đây. Này còn non lắm nha. Đây mình cho quý vị xem. Đó. Nè, to vậy nè. Cưng chưa? Thôi đầy hộp rồi mình vô không hái nữa đâu. Nhiều quá rồi. Nè. Một hộp như vậy ở siêu thị bán cũng là tiền không nha quý vị. Ở bên đây tới mùa nhiều khi vậy cũng vui lắm á. Nó chỉ mọc hai bên đường. Rồi ở trong công viên. Nè. Đây nè. Hơi nhiều quá rồi mới giống hái nữa đâu. Quá trời quá đất luôn rồi. Có chùm này nó chín à.
Nói về quả blackberry này còn gọi là quả mâm xôi thì cái tác dụng của cái trái này rất là tốt nha quý vị. Về mặt ăn uống thì rất là ngon, nó có vị chua chua, ngọt ngọt, màu đen khi chín và màu đỏ khi còn sống. Cái trái này thì có tác dụng nhiều vitamin bổ sung làm đẹp da, đẹp tóc mà còn có một cái tác dụng rất là quan trọng nữa là điều trị bệnh tim mạch nè, ngăn ngừa bệnh ung thư và rất là tốt cho sức khỏe. Vậy là hôm nay Mio đã đưa quý vị và các bạn cùng với